nhất là quan điểm của tôi về vấn đề việc buôn bán động vật hoang dã. Thứ nhất là tôi không thể đồng tình được với vấn đề đấy, đó là theo quan điểm của pháp luật thì nó đã có nghiêm cấm tất cả các hành vi buôn bán và sử dụng động vật hoang dã trái phép dưới mọi hình thức. Thứ hai nữa là việc bạn mua một cá thể động vật hoang dã với mục đích để bảo tồn thì nó là điều không thể, vì bạn sẽ bị hạn chế bởi trình độ. Bạn không thể nuôi được một cá thể động vật hoang dã có nguồn gốc ngoài tự nhiên về với môi trường nhân tạo. Và thứ ba, một cá thể động vật hoang dã có thể mang rất nhiều các mầm bệnh nguy hiểm mà bạn không thể biết có thể lây cho con người. Và thứ tư là nếu trên phương diện là những người bạn, tôi có thể khuyên các bạn rằng hãy nên thông báo trực tiếp vi phạm này đó cho các cơ quan chức năng để họ có thể phương án giải quyết một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.